có người yêu. Tuổi ngọc vừa tròn đi chinh chiến ngược xuôi, ít về để hẹn hò. Nơi phố cũ bây giờ em có thường nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Xa lắm người ơi, kỷ niệm thân yêu còn đâu tiếng cười vui, mắt nhìn thân đậm đà. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Rồi chào mừng em đã quay lại với kênh Nam Thanh Nụ Địa Sài Gòn. Mình tiếp tục dọn kho thanh lý cặp loa nội địa Panasonic model SX800. Cái cặp loa này là của cái dàn nội địa có ổ cứng anh em ơi, có mấy năm nhưng mà về hàng bãi viên rin về nó không có cái cọng cáp để kết nối tín hiệu, nên mình mốt luôn hai cái loa là thành hai cái loa giống loa vi tính. Anh em cắp nhạc trực tiếp vào ngõ 3.5 và cắm điện và nghe như loa vi tính thôi. Volume thì anh em chỉnh trên điện thoại luôn ha, cũng khá là tiện lợi. Màn hình còn rất là đẹp anh em ha, loa màu gỗ sẫm nhìn rất là sang trọng ha, các nút gài còn bóng loáng như là chưa sử dụng luôn. Loa màu này thì trưng bày lên rất là đẹp, hậu loa rất là sâu ha, bóng loáng luôn. Đây thùng loa phía sau. Công suất nó là 2 là 40W và lâu là 40W thì tổng cộng nó là 80W ha. Panasonic SX800. Loa này hai cầu anh em ha, bass riêng kép riêng, đi hai đường cho nên tiếng nó cực kỳ chi tiết và tách bạch. Nó là bản nâng cấp của cái dàn SX400. Cái dàn nó thì là loa một cầu thôi. Đây là phía sau mình đã mốt sẵn cho anh em. Cắp điện vào đường này và đây là đường ra loa bên kia ha. Cầu tín hiệu vào anh em dùng cọng jack 3.5 hai đầu là kết nối được ha. Còn cái cáp là đây là cáp rin của nó này, là mình đã không bỏ qua cáp này. Không về nó không có cáp này nên không có kết nối cục vàng được. Mình mất công suất trực tiếp luôn. Cái quạt này có quạt không do thông hơi để làm mát ha. Quạt này đủ độ nhiệt nó mới quay anh em ha. Hàng nội địa thì cái nào cũng vậy hết. Nên một số anh em về nhiều khi không thấy quạt quay là kêu bị lỗi, là không phải đâu, nó chưa đủ nhiệt nó không có quay ha. Và bass bằng carbon viền mút ha, trên đây là dép mica, tiếng rất là hay. Ở trong nó dùng công suất lớn anh em ơi, dùng công suất của IC dàn trung cho âm rất là bạo lực. Đồng em hay hờn hay dỗi, tránh tôi yêu tay sung hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lang thang. Đối với anh em khi nghe nhạc YouTube hoặc là máy tính hoặc là nghe qua Bluetooth, Bluetooth thì anh em mua những dàn này cho nó dạng ngon bổ rẻ ha, không đáp ứng đủ nhu cầu của anh em. Cặp này mình bán giá 700.000 anh em ha, rất là rẻ để anh em về sử dụng. Hàng điện 100 bản nguyên rin ha. Ở đây là mua theo lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em ký kênh cho nút thông báo bên phải video, hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.